con dao này em phải chém anh. Anh không có đáng nhá. Anh nhìn em biết rồi, con dao này em phải cầm, em phải chém anh ấy. Chả biết quay đi đâu. Anh chỉ làm gì vậy? Anh quên rồi. Này, lên có tuyết xem mà nó có thay đổi cái tính của nó không? Mới là chắc là chẳng gì đâu rồi. Mình xem á. Anh lên đây lại lên đây làm gì nữa? Để thạp em một tí. Anh rất là buồn cười thật nhỉ. Em đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi anh không nhớ chưa à? Anh lên em chẳng có chuyện gì để nói với anh đâu. Thế là anh nói chuyện với em một tí ở trên lán. Thôi tốt nhất anh đi về đi. Em giờ em đang chuẩn bị đi tìm hàng đi bán. Anh biết là hàng từ từ lên lá này, thôi em chẳng có chuyện gì để nói với anh đâu. Tốt nhanh đi về đi. Để anh bàn với em một tí. Bàn cái gì? Làm gì có chuyện gì bàn nữa. Hôm nọ bao nhiêu chuyện đã nói hết rồi. Thế rồi em cứ lên lá này. Anh đã bảo là không cho em chuộc đất rồi, bây giờ chẳng còn gì để nói nữa đâu. Thì em cứ lên lá này anh nói không, em không lên. Anh đi về đi, em còn đi đi tìm hàng bán bây giờ đấy. Em không quan tâm anh nữa. Em không về đâu. Anh đi về đi. Anh không về anh lên lá này. Thôi anh đi về đi, em đi lấy hàng rồi đấy. Tốt nhá, anh có lên nhà em nhé, em nói trước em đi nhé. Em là không lên là anh lên lán ấy. Anh không được lên lán nhà em nhé, không được lên đều nhé. Lên lên mấy nhiều không? Không lên. Anh lên là anh nói chuyện. Anh mà lên là em chém cho đấy. Qua để anh còn nhớ, cứ để anh còn nhớ cái lán ấy em ạ. Thôi, em không nói nhiều anh nữa, em đi bán hàng. Quay lại nói chuyện với anh. Em cứ quay lại nói chuyện với anh. Có cái chuyện gì để nói? Thì là anh nhìn thấy em là... Em nói thật anh chính. Anh tốt với em thế, em quá đáng quá đấy. Em không cần phải anh tốt với em đâu. Thì em cứ không phải đi tìm hàng cái gì hết, em quay lại để nói chuyện với anh. Em đi tìm hàng là quyền của em, anh không có quyền mà. Em cứ quay lại cho anh ngồi nói chuyện với anh. Anh đừng có phải làm thì, như thế nhá. Anh em mình còn biết nói chuyện với nhau để thỏa thuận xem thế nào ấy. Thỏa thuận cái gì, có gì để mà thỏa thuận nào? Có nhiều việc lắm em ạ. Thế có gì anh nói luôn đi. Trước anh cho em hết từ lán ở đi, anh cho em hết rồi. Ở đây cho ngồi nói chuyện với anh thỏa thuận xem thế nào. Sao em phải quá đáng thế? Thế anh có gì anh nói đi. Em chẳng có gì để nói với anh cả. Thôi anh nghe điện thoại em đi đây. Em cứ dừng lại đó. Không ngồi nói chuyện với anh. Không ngồi được lên lán em. Không, em không lên lều đâu. Em chả có lên lều làm cái gì cả. Em đang việc đang nhiều. Em đang đi kiếm, em phải đi kiếm tiền. Em không sướng như anh đâu. Tiền thì em không quan trọng đâu. Anh nghĩ em không có để anh lo cho em hết. Thôi, em không cần tiền của anh. Em không bao giờ em dùng tiền của anh đâu. Đồng tiền dùng không không bao giờ sướng đâu anh ạ. Em cứ không quan trọng cái tiền nong mưa đấy, không đi lấy được tiền đâu. Em không nói như vậy đâu, có gì anh nói luôn đi, không nói em đi bây giờ. Em lại nói chuyện với anh. Anh ạ, bây giờ em còn đi bán hàng, anh nói với anh nhé. Em chém cho anh bây giờ nhé. Anh nói với em nhé. Vừa nói chuyện xong, nếu không em mà còn mà nói như em căng đấy, anh lên dỡ luôn cái lá này luôn. Em đốt luôn. Em thách anh đốt đấy. Em không cần đâu, anh giỏi anh lên mà đốt đi. Anh lên đốt luôn. Anh giỏi anh đốt anh mà. Ai mà chả biết. Nhưng mà được. Em không cần đâu. Anh giỏi anh lên đốt em đi. Em đứng lại với anh nói chuyện đã. Mày cái ông này quá đáng thật nhờ. Cái em cầm dao này thì xưa rồi. Còn em con gái, con trai anh xúc tôi rồi. Anh mà có quá đáng nhá, anh ký nhá. Em với anh chẳng có nợ nần gì nhau đâu. Anh hiểu chưa? Chồng em nợ anh. Bây giờ em không nợ gì bây giờ. Em nói với anh này. Anh ấy, anh thích ấy, anh mà đi tìm thằng chồng của em đi. Bây giờ em với thằng chồng em chẳng liên quan gì đâu. Không có, anh lên lán, anh dỡ lán luôn bây giờ luôn. Anh giỏi anh lên dỡ đi. Bây giờ anh đốt luôn. Anh đâu. Anh giỏi anh lên dỡ đi. Còn có pháp luật nhé, anh đừng có coi thường em nhé. Em nói cho anh biết đấy. Anh có bỏ tay ra không? Anh không bỏ, em cứ ngồi nói chuyện với anh đó. Anh có bỏ không? Thì em chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh mới còn biết nói chuyện với em, không có, anh lên dỡ lán luôn. Anh giỏi anh cứ dỡ đi. Anh lên dỡ luôn. Bây giờ anh không em bỏ đâu. Em ra phát anh lên dỡ luôn. Đấy, thì em phải quay lại nói chuyện với anh. Có chuyện gì để nói anh nói đi. Sao em quá đáng thế? Em quá đáng cái gì? Ai quá đáng? Ở đây là anh là người quá đáng nhất đấy. Em với anh chẳng nợ nần gì nhau.
chẳng liên quan gì nhau. Mà tự dưng bây giờ anh ấy cho chồng em cầm tiền, hai anh là toàn là những cái người lừa đảo không, anh hiểu chưa? Anh với thằng chồng em ấy là lừa đảo giống nhau. Anh không lừa đảo đâu, chồng em thiếu tiền thì anh cho thôi chứ không phải là anh lừa đảo của em cả. Em nói thật với anh nhá, cái chỗ sổ đất ấy là không được mẹ chồng em ký tên, anh không được phép mua đâu, anh hiểu chưa? Thế thì em chuẩn bị tiền cho anh, không có thì thôi. Đêm tao mò mày không về, hôm nay bắn ngày mày về mày biết tay tao chứ, bắt chụp quả tang mày chứ, mày, mày, để xem, tí mày còn cái đi, hôm nay mày cái này, mày biết tay tao chứ, em ơi, em xuống ở anh em ơi, em có xuống ở anh đi, em ơi, anh chứ anh có bỏ em đâu, không bỏ em xuống ở anh, em đau tay lắm rồi nhá, tay không đau đâu, anh cầm nhẹ thôi. Em có ở anh không? Anh có bỏ tay em đâu? Anh có bỏ tay em đâu? Đừng cầm đá ném đâu anh. Anh bỏ tay em đâu? Em đang xuống ở anh em ạ. Em không đi. Xuống ở anh. Anh có thật không? Em có xuống ở anh. Em không đi. Em ở anh làm gì? Vì em điên à? Xuống ở anh không cho em chuộc tiền lấy đất. Tiền anh không lấy nữa. Em không cần phải chuộc đất nữa. Em, cứ... em không cần thiết. Cứ nghe anh đi. Em không cần nữa đâu. Em cứ nghe anh đi. Anh có bỏ tay em đâu? Em cứ xuống ở anh. Em không đi. Nếu mà em không ở ấy, tôi xuống ở anh ấy, anh lên đốt cái lá này luôn. Em thấy anh đốt đấy, anh giỏi anh đốt. Thì anh lên đốt luôn, nếu mà em không thích. Em không cần. Thì anh lên dỡ hết. Em bây giờ em không cần phải xin xỏ cho anh cả. Anh có lòng tốt rồi, em cho em thế, em mà không thích. Lòng tốt của anh em không cần. Thì khi bây giờ em muốn cái gì? Em không muốn cái gì cả, em muốn cuộc sống của em. Em ơi, cứ xuống ở anh đi. Anh có bỏ tay em ra không? Em ở anh đi. Anh có bỏ tay ra không? Em mới xuống ở anh đi, em anh bảo em rồi. Em ơi. Anh má, em còn lo em ở với anh nhá, em gọi anh ấy. Tại em quả đáng thế, em. Em ơi. Đi, bỏ tay em ra. Em ơi, xuống ở anh, em ơi. Em có xuống ở với anh. Em với anh chả liên quan gì đâu. Anh chỉ làm gì anh? Hả? Anh quên à? Anh quên à? Bằng em mình quên. Thôi, anh đừng có chạy nhá. Anh chỉ ơi, anh đừng có chạy. Bây giờ anh chạy không sao, tôi có bằng chiếu rồi. Đúng rồi, anh quay lại đây. Bây giờ anh bổ dao xuống. Bổ dao xuống. Anh quay lại. Anh chạy đi. Anh quay lại đây, làm việc với tôi. À, còn được sự khoan hồng, nếu mà anh không quay lại, anh có tính chạy á. Tôi có bằng chứng phạm tội anh. Hôm vừa rồi là anh làm một lần rồi, anh còn trả qua tôi chưa quay được video. Hôm nay tôi có video, anh phạm tội rồi. Anh đấy, quay đúng lại, rồi. Làm việc. Anh cái đi. Đấy. Mời anh về đây. Không, tôi dừng việc pháp xử lý anh ấy. Anh cho. Anh ấy ngoan cho em xin. Xin xin, về đây làm việc. Anh ngoan cho em xin. Anh biết lỗi của em rồi. Bây giờ anh quay lại đây. Anh ơi. Ừ. Anh cho em xin lỗi, cho em xin. Để nói cho anh biết đó. Anh xin. Anh không phải. Anh cho em xin. Anh ra đây. Nó đang nào, ông Phan hôm nay ông cưới cái không? Vâng, em. Anh cưới cái không? Cưới cái à? Em nhé. Lên lều làm việc. Chị, cho lên lều làm việc. Lên lều làm việc đi. Anh không ăn được, cứ từ đi lên lều làm việc. Không, không phải xin trò gì. Em cứ từ từ lên, không là anh đi. Hôm nay còn tăng rồi, không phải lo nữa em ạ. Đây, chị, anh cầm cầm ấy. Anh ơi, cho anh cho em xin anh ơi. Anh ơi, em không có tội gì, anh cho em xin. Mày tôi bắt anh cho em xin. Ông có mặt chối. Anh cho em xin. Chối à? Em không có tội gì đâu. Chối. Có phải cái nữa không? Mày em có tội gì đâu. Có cái rồi ông này. Mày. Láo lắm. Anh hợp tác với tôi nha. Anh cho em xin. Lên đây làm việc. Bây giờ hôm nay chối cái đi. Anh cho em xin. Tôi cho tôi xin ông. Đây, đề nghị ông ngồi đây. Vâng. Anh không có tội đâu anh ơi. Không có tội à? Ngồi đây. Bây giờ còn cái không có tội à? Đấy, bây giờ ông còn cái nữa không? Ông hết cái chưa? Thấy chị Tuyết báo cáo tôi ấy, tôi xuống hỏi anh nhưng mà anh không nhận. Hôm nay sao anh lại lên đây lại làm gì chị Tuyết? Tôi có làm gì đâu anh. Không làm anh gì mà à? Không làm gì á? Tôi có quay video anh rồi ấy, nhưng mà anh cứ phải cẩn thận ấy. Tôi không làm gì đâu. Thế anh cầm tay chị Tuyết làm gì? Tôi bây giờ có thấy bằng chứng đâu mà ông mà cầm ông có bằng cái bằng chứng à? Ông thích cái à? Ông tôi có thích đòi bằng chứng à? Tôi có thấy bằng chứng đâu. Đây.
Cái này không phải bằng chứng à? Cái này không phải ông à? Ông thích cái không? Đấy, ông có cái không? Ông có cái không? Ông cái kiểu gì được ông bây giờ? Ông nói là ông cầm lôi tay tôi rồi. Ông có cái à? Đấy, bây giờ tôi sẽ lập biên bản anh nhá. Anh láo. Hôm nọ đã thế anh còn không nhờ đâu. Bây giờ hôm nay tôi bắt tận tay anh. Đấy, ông có cái này không? Đấy, tôi sẽ lập biên bản anh. Bây giờ ấy, anh đừng có chối cái nữa. Tôi có bằng chứng hết rồi. Đấy, anh còn cái được không? Biết chưa? Em lần đầu anh thông cảm cho em một tí. Lần đầu cái gì? Lần đầu. Này là thứ hai rồi. Hôm nọ ông không nhận nhá. Hôm nay ông tôi xem ông có nhận không? Này, chú Toàn. Em Toàn này tí nữa xem ông này ông có nhận không nhá. Hôm nay bây giờ không nhận. Ông không mà nhận hết thì em cứ đưa cho ông lên phường đi. Anh cho em xin. Xin gì? Bây giờ tôi làm biên bản cho anh trước đã. Anh cho em xin thôi. Đừng làm biên bản nữa. Anh bị vi phạm thế này còn để em làm biên bản cho anh không? Em sao được? Em biết em có lỗi rồi nhưng mà em có ít để bồi dưỡng em tết. Anh nhá. Này. Anh hộ em bồi dưỡng gì? Đề nghị anh cắt tiền đấy nhá. Anh mà làm như thế này tôi thêm cả cái tội anh hối lộ người thì anh cũng mua đấy. Đề nghị anh cắt tiền này. Cắt đi. Anh có tiền thêm không? Tội của anh còn nặng hơn nữa đấy. Thế anh cho em xin. Xin gì tôi lập biên bản. Xong là anh ông rơi vào khoản nào tôi mai ông lên cơ quan tôi cũng nộp phạt. Không phải xin xỏ gì. Hôm nào tôi cũng không lập biên bản nhá. Đấy. Bây giờ hôm nay tôi bắt tận tay tôi quay được video rồi. Làm gì mà càng thế em này. Có làm gì đâu em chỉ cầm mấy cái tay đấy thôi mà anh. Em nói với anh này anh ký này. Em nói với anh nhá, anh hơi bị có đáng rồi và bây giờ bắt tận tay rồi. Em Toàn em đã quay được video như thế rồi anh vẫn còn chối cái. Anh đúng là con người không biết xấu hổ mà. Anh còn chối gì nữa à? Anh thôi bảo anh ngoan rồi bình tĩnh. Anh cầm tí cái tay có ảnh hưởng gì đâu mà. Không ảnh hưởng à? Cầm tay không ảnh hưởng à? Thế còn làm gì bị ảnh hưởng nào? Hôm nọ anh có được lên mong chị Tuyết không? Hôm nọ tôi xem như tôi. Nói đi. Không lên đâu. Thôi em ạ, à, bây giờ chị đề nghị em là hay là cho anh ký anh phường đi em ạ. À. Bây giờ ở đây anh không chịu nhận mà. Em đợi để em hỏi nếu mà ông không nhận em đợi em viết biên bản. Nếu mà ông không nhận em làm biên bản thôi em này cho lên phường luôn. Thế tôi cơ hả anh bây giờ anh có nhận hôm nọ anh được về quấy rối chị Tuyết không? Tôi ông nói thế các anh nói thế thì cay cho bằng chứng là tôi nhận đấy. Mà hôm nọ anh mà nhận nhanh có phải đến nói tôi vất vả này không? Tôi đã đi phục một hai mấy đêm ở đây đấy. Ông nhìn thấy chưa? Tôi ông còn đố cả không? Tôi biết rồi. Ông bảo mà ông không đố tôi đâu. Anh thông cảm cho em tí. Tôi biết là hôm nay bây giờ nhá này em Toàn cho chị xin lỗi nhá. Hôm nọ có phải là cái tôm đấy là anh lên sàm sỡ tôi xong bắt đầu là lúc ông về ông lấy cái chậu tôi đi không? Bây giờ tự nhiên cái chậu nó biến mất, ông khai đi. Cái chậu đấy tôi lấy về rồi đấy. Đó là tôi về đấy không, hôm đấy lên thì thấy anh về rồi tôi mới mò vào. Tôi không biết lỗi của tôi. Thế tại sao lúc về ông còn lấy chậu tôi về làm gì? Mưa không về được và anh ạ. Hôm nào cũng lên đây chơi nhưng mà chơi với em Tết này nhưng mà quá nắng thật đấy. Trời thì mưa to rồi về đây với em tán em tí thôi em ơi chạy đi thế là thấy trời mưa to quá không thấy anh toàn lợi dụng những cái lúc chị Tết không có ai ở đây anh toàn chứ không phải là mình ăn trộm cái chậu của em Tết này về đâu. Mưa to quá không về được tôi mình mượn về. Thế mà hôm nọ xuống hỏi anh còn không nhận cơ. Đấy hôm nay anh nhìn thấy chưa? Anh bảo thách đi. Tôi biết rồi. Em biết rồi. Đấy. Chị ạ, mà bây giờ ông nhận rồi thì em lắp lên biên bản như thế này. Vâng. Đây chị xem qua thế này. Ổn không? Vâng. Cái này cũng vâng. Thế thì bây giờ là bây giờ chị yêu cầu là vâng. Anh đem xem anh đúng sự thật không? Ông nhận lỗi chưa? Ông nhận tội của ông chưa? Bây giờ hết chối cái chưa? Bây giờ là theo em ạ, à, bây giờ chị muốn như thế này.
Đấy, vừa anh đã đi xâm phạm vào quyền riêng tư của chị Tuyết thế này, vừa tôi phạt anh, và mai anh phải mang tiền lên trên cơ quan tôi nộp cho tôi đấy. Chứ còn bây anh nộp ở đây tôi không nhận đâu. Vâng, vâng, anh nói thế, em biết không? Phạt cho nó nặng mà, để cho ông sao ông chưa? Anh, các anh cứ phạt, anh ký phạt bao nhiêu thì anh phải báo em đấy. Đây, tôi ghi rõ ràng ở đây rồi. Ký đây anh à? Ở đây. À. Vâng, vâng. Bây giờ ông còn chối cái nữa không? Bây giờ còn chối cái nữa không? Ừ, em biết lỗi rồi anh ạ. Ngày mai ông phải lên nộp phạt, không nếu mà mai ông không lên nhá, tôi sẽ làm ra giấy mời, không không phải xử lý ở đây đâu, tôi sẽ cho người xuống áp tải anh đi ấy. Vâng. Anh nói đi em biết. À, em ạ, bây giờ chị còn có một chuyện muốn nói với em luôn này. Vâng. Là anh ký là chị hôm nọ anh ký bảo là không cho chị chuộng đất nữa là. Vừa rồi là chị cũng có sai ở chỗ là chị quá hạn thì không cũng chưa kịp xuống nói với anh, nhưng mà hôm nọ anh tự lên đây thì chị cũng đã nói với anh xong rồi, thì anh bảo là không sau này nếu mà chị đủ tiền ấy anh không cho chị chuộng đất thì bây giờ làm thế nào? Thế bây giờ anh ký, bây giờ hôm nay anh nói đi. Chị ạ, thế này cũng được anh ký ạ. Thì tôi cũng biết là chồng chị Tuyết này cầm số tiền quá lớn, cho nên là cũng chị Tuyết này một mình không có xoay sở được tiền để trả chuộc lại cái đất cho của anh. Anh có gì thì tôi cũng biết là quá hạn rồi, thì có gì anh cố gắng tạo điều kiện cho em Tuyết này gia hạn một thời gian nữa cho chị Tuyết đấy, không thì chị một mình cũng xoay sở cũng khó. Hôm nọ thì cũng đi mượn của mẹ nhưng mà cũng con ốm ấy, thì không lại đưa đi chữa bệnh cho cháu, thế là không xoay sở được. Có gì anh thư để chị xoay sở không về giả anh sau. Anh cho chị Tuyết xin khất gia hạn một thời gian nhé. Thế còn để báo cáo anh ấy, số tiền của tôi nó khá lớn đấy, cũng là lãi tôi không tính rồi. Thì tôi đã cho em Tuyết là biết là hoàn cảnh khó khăn rồi, tôi xem để tôi về xem xét xem lại thế nào, tôi tính hay là tôi có gì tôi hết báo cáo gặp riêng em Tuyết nói chuyện. Không, bây giờ chúng ta lại bây giờ em với lại anh ký này không gặp riêng nữa đâu, không bao giờ có chuyện gặp riêng nữa đâu. Em với anh ấy có gì là anh cho em chuộc hay là không cho chuộc ấy thì mong anh là nói luôn bây giờ đi. Bây giờ thời gian nào anh cho em chuộc mà thì, em sẽ hứa là một thời gian nữa em sẽ đủ tiền anh, thì em sẽ với công an toàn này đến nhà là chỉ biết lúc hôm đấy chỉ biết là chuộc đất thôi. Còn bây giờ em với anh ấy không bao giờ có chuyện gặp riêng nữa đâu. Anh công an em nói thế luôn. Thì em biết nếu mà đến đây đấy thì để đâu mấy hôm nữa để em xem thế nào. Lái thì em không lấy nữa. Em sẽ lấy tiền thôi. Em chắc là để em về suy nghĩ xem thế nào. Bây giờ anh mà tính lái em chẳng anh. Có tiền lái giả anh đâu. Bây giờ anh có tính lái thì em chị Tuyết này cũng không có tiền em lái không thể để nào có điều kiện để trả tiền lái cho anh đâu. Đấy là chồng em lấy tiền đi anh thôi, cố gắng tạo điều kiện cho chị Tuyết gia hạn một thời gian nhé. Anh ạ, để tiền của em cũng có hạn cũng được một thời gian đấy, cũng khá là lâu ấy. Không biết đấy, nhưng mà thì anh cũng cố gắng tạo điều kiện thôi. Lái chứ em chẳng lấy, nhưng mà cũng phải nhanh nhanh một tí đấy. Nếu anh đấy bữa cũng chín rồi, các mấy hôm nữa em lấy cái này đi, cái quả bắp quả bưởi bán xong rồi để lấy ít tiền lãi. Thế chị ạ, thế thì cũng phải cố gắng, chỉ cố gắng để xoay sở tiền gì để chuộc lại cái đất này, không để còn có bưởi để bán. Không nhưng mà thời gian nữa là anh ký anh bán bưởi là mình không có kiếm tiền. Thế thì hôm nay anh đã hứa nhá, anh cho em chuộc đất nhá. Khi nào em gom đủ tiền thì em sẽ với chính quyền xuống nhà anh là em chỉ biết chuộc đất thôi. Còn bây giờ hai anh em mình không có gì chuyện gặp riêng nhau ở đâu nhá. Em nói với mà anh từ nay cho đi nhá, anh đừng có em cấm anh lên điều em quấy nhiễu chị Tuyết nữa đấy. Mấy tôi làm biên bản này là cũng là thôi thì lần đầu tôi châm trước cho anh, không đưa anh lên cơ quan tôi làm việc nữa. Thì tôi biết anh cũng là người kinh doanh buôn bán, thế là thôi thì cũng giữ danh dự cho anh. Thế anh từ lần sau trở đi anh còn mà tái phạm nữa thì tôi không tha anh đâu. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhá. Như thế này được chị ạ.
đấy, ông này chắc cũng phải bây giờ... Vâng, từ lần sau đấy mắt có lên làm gì thì chị báo em để em xử lý. Bây giờ là bằng chứng ấy, bằng chứng video là cũng em ở trong, để trong video này thì đây rồi, lần sau chạy được rồi, anh còn tái lần sau còn tái phạm thì tôi giờ cả bằng chứng này lên thì không quá tam ba bận là ông châu lên phường cho nhốt luôn đi. Thôi bây giờ chị ạ, thì cũng xong tình là công việc như thế. Anh mời anh về thôi. Hôm nay thống nhất với anh như thế này đấy. Đấy thì mai đấy, bao nhiêu giờ thì anh sẽ lên trên mà cơ quan mình nộp phạt đi. Mai anh nhớ lên nộp phạt cho tôi nhá. Lên cơ quan tôi nhá. Ông mà không lên nữa thì ông không biết. Hôm nay mai có em Toàn thì kịp, không thì không biết là ông định lôi tôi đi đâu nữa. Vâng, thế em cho anh xin lỗi nhá. Anh không ăn đúng rồi thôi. Em cứ thế vâng. Rồi. Thì anh không biết lỗi này tôi tha cho ông, không cho ông lên trên. Anh. Vâng, thế em cũng xin phép gia đình em nữa thôi. Thế tôi về. Thôi anh đi về đi. Vâng. Nhá, anh nhớ nhá. Thôi, không bắt tay nữa đâu. Nhá. Anh... lần sau nhớ nhá, đừng có về vâng. Đây quay nhiều nữa vâng. Nhá. Thế anh ngồi sau nhá. Vâng. Em xin phép. Có một tí mà nó làm căng thế. Thôi em hôm nay làm công việc như thế không có tải cho em quá. Tình hình là cũng đấy qua em gợi ý cho ông ký này thì em thấy ông có vẻ đồng ý cho chị chuộc đất ấy. Thì được. Thôi thì chị cố gắng xoay sở chuộc cho ông ký, xong là nếu mà xem ông thế nào ông có được không được. Tại vì chị cũng biết là đây cái vườn này thì bưởi thì nhiều đấy, nay ông cũng bảo là nếu mà không chuộc nhanh thì ông bán bưởi đi. Bây giờ bán cho bữa đấy mình cũng sắp đủ tiền để chuộc rồi. Thì nếu mà xoay sở không được có gì thì chị cứ bảo em giúp chị. Vâng, em ạ, bây giờ chị cũng buồn lắm, hôm nọ nói bao nhiêu lần với em rồi. Nói cũng nói khá nhiều rồi vâng. Nhưng mà bây giờ thì chị cũng thấy mệt mỏi quá. Bây giờ chị đang bảo là không muốn chuộc cái chỗ đất này nữa. Nhưng mà nếu mà không chuộc thì, nếu mà chuộc thì sang tên của mình thôi. Thì sau này vâng. Nếu mà có ông chồng có về gây sự ấy thì chắc cũng chả liên quan gì. Ông chồng của chị thì cũng thấy đi biệt tâm này là thôi thì nếu mà chuộc được em sẽ giúp chị sang tên của chị. Vâng, sang tên của mình thì hết. Ông này bây giờ cũng có ông chồng của chị mà em cũng theo dõi cũng không thấy ông tin tức của ông. Bây giờ... chắc em nghĩ chắc cũng đi theo hoặc là lấy vợ hai ở đâu rồi thì thôi thì cố gắng để chuộc rằng là bây giờ em bảo chị nhé, nếu mà chị đi mua một mảnh đất ở gần một đất ấy, chị chỉ được muốn một nhà thôi, một cái nhà thôi với số tiền đấy, không đủ tiền để có cái vườn rộng như thế này. Tại vì nhà của chị đây là vườn của trường chị đấy là cũng ấy, từ trước chị về lấy anh ấy thì cũng gây dựng hết bao nhiêu công sức ở đây, trồng hết được bao nhiêu tài sản ở trên cái đất này. Tốt nhất là chị cũng cố gắng chuộc. Vâng. Có gì vướng mắc thì chị cứ bảo em. Vâng. Vâng. Thì chị vẫn phải chuộc rồi. Nhưng mà hôm nọ ông ký ông dọa chị như thế thì chị có đôi lúc chị nghĩ mệt mỏi quá nhưng mà chị nghĩ chị chả cũng không bỏ cuộc đâu em ạ. Vâng. Quyết tâm là chị phải kiếm đủ tiền bằng được thì chuộc. Có gì nếu mà khó khăn gì thì chị cứ nói với em để vâng. Em giúp chị. Hôm nọ chị cũng nghĩ rồi, nếu mà đi mua chỗ khác thì với số tiền của chị bây giờ chị đang gom được nó cũng không đáng bao nhiêu mà không đấy. Mua được mảnh đất ở ngoài kia. Nếu mà mình mua khoảng 20-30 triệu thì cũng được nhưng mà nó chỉ được một mảnh đất làm được mất cái nhà thôi. Không có vườn. Không có vườn, không có gì bây cả. Giờ chỉ một mình nữa, gọi là ở nông thôn nữa thì cũng không có vườn, có giếc gì để trồng rau giếc. Thì chị ạ, cố gắng xoay sở, em sẽ giúp đỡ chị. Vâng. Chị... gặp khó khăn chị bảo em, xong là nếu mà sau này chuộc được rồi thì em sẽ giúp chị làm thủ tục chuyển sang tên đổi chủ cho chị. Vâng. Để sau này chị nếu mà có bán ấy, thì vẫn được lãi hơn. Vâng. Vâng. Còn ông chồng của chị sau này nếu mà tới này mà không về chị ly hôn đơn phương là ông đến lúc đấy ông không có quyền gì à? Vâng. 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 Thế thì cảm ơn em nhé. Vâng. Chị cũng không muốn làm khó mọi người. Vâng. Ai cũng như em ấy, em cũng bảo giúp đỡ chị nhưng mà chị cũng cái này là cái số phận của chị gặp rồi, khó khăn thì chị cũng tự phải chịu gánh vác thôi. Thì chị cũng không muốn làm khổ em và cả bên mẹ chị cũng thế.
thì bây giờ cháu đang ốm như thế nữa thì chị cũng muốn làm phiền nữa, bởi vì là cái này là cái công việc của mình thôi, nhưng mà mình lại làm phiền đến tới người khác, cái này chị cũng thấy buồn lắm em ạ. Nếu mà chị khi mà chị xoay sở không được nữa thì lúc đấy chị mới bảo em. Có gì chị gặp khó khăn thì chị cứ nói với em, em lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ chị. Hôm nay là may là chị bảo là đi bán, đi lấy rau đi bán em ạ. Nhưng mà đi xuống dưới là gặp ông Ký ở đấy, là chị đi là ông ấy kéo cái gùi không cho chị em đi. Em có cảm giác linh tính rồi thấy xong em bảo thôi thì tranh cũng giải lao ấy, tranh thủ xuống chơi đó, đi chơi tiện đi qua, may thế lại gặp. Đây, hôm không, nay mày hôm nay mai em còn đến chị vậy, không thì hôm nay không biết ông gây sự gì cho chị nữa. Đến giờ phút này là nói chung như thế này là ông bây giờ cũng chắc cũng không dám lên đâu. Hôm nay em mai em quay được video như đưa bằng chứng cứ như thế cũng, chắc chắn ông bây giờ cũng đỡ rồi. Thôi em ạ, muộn rồi, là chị nấu cơm nha. Không không không, ăn cơm nữa chị, em còn về tranh thủ về không, chiều nay em lại có cuộc họp nữa. Thế thì giờ cũng muộn rồi thì nghỉ đi nhá. Từ nay chị không phải lo đâu. Bây giờ ông ấy hôm nay mình làm thế này cháu ông không dám lên phá rồi lên quấy rối chị à. Vâng, chị cứ yên tâm đi. Vâng. Em nhé. Vâng, em về chị nhé. Em về nhé. Cảm ơn em quá. Em đi về nhé. Thì nghỉ đi, em về đó. Em về nhé. Trời đang mưa đi chứ. Cảm ơn em nhé. Mày quá, hôm nay em toàn làm việc thì không kịp, không biết cái anh Ký này lại lôi mình, không biết là lại đối xử mình như thế nào đây. May mắn quá, hôm nay em toàn lại quay được cả video nữa, lấy bằng chứng. Rồi, quả này ông chắc dám làm gì rồi. Thôi mình cứ yên tâm phần nào rồi.